Kính thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang tiến hành dự thảo thông tư hướng dẫn việc thực hiện chế độ thời giờ làm việc, nghỉ ngơi. Trong đó, người sử dụng lao động muốn bố trí làm thêm giờ thì phải được người lao động đồng ý. Dự thảo thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định việc làm thêm giờ phải có sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động. Cụ thể, chỉ tiến hành bố trí làm thêm giờ khi có sự đồng ý của người lao động. Dự thảo này cũng cho phép tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong năm để giải quyết công việc cấp bách không thể trì hoãn. Khi tổ chức làm thêm thì người sử dụng lao động phải thực hiện các quy định bao gồm có thỏa thuận về làm thêm giờ với người lao động, thông báo bằng văn bản về Sở Lao động Thương binh và Xã hội theo mẫu chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện.